chào các bạn quay lại với kênh Đồ Xưa Khải Hoàng ha. Hôm nay sắp xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị là một cái căn bập bên xưa. Căn này ngày xưa người dân dùng để căn thuốc bắc, thuốc nam, căn cá, căn đồ hay quý cô chú anh chị. Ngày xưa thì người ta thường sử dụng cái loại căn này. Và cái căn này mua từ nhà dân ra còn rất là đẹp, sử dụng ngon lành hay quý cô chú anh chị. Rồi một cây căn và năm cái quả căn sẽ có cái trọng lượng khác nhau. Cái quả này là 2 kg, quả này là 1 kg, quả này là 500 g, quả này là 200 g, còn quả này là 100 g. Chất liệu là bằng thép hay cô chú anh chị. Rồi hai cái dĩa căn này á, là bằng đồng thau, còn lành lặn rất là đẹp. Đường kính của cái dĩa căn này á, là khoảng 20 cm, lành lặn ha, đẹp. Cái căn bập bên này á, là có tải trọng căn được là 10 kg. Rồi bên đây là cái hiệu của cái căn ha, đợt xưa còn xài ngon lành, căn được 10 kg. Chiều ngang của cái căn này á, là khoảng 37 cm, chiều cao tới cái dĩa căn là khoảng 17 cm hay cô chú anh chị. Cân nặng của cái căn này không là hơn 5 kg rồi. Đây là mặt dưới nè, em quay cho quý cô chú anh chị xem ha. Quý cô chú anh chị về xài, mua về xài vẫn ok, hoặc là đề co trưng bày ký ức cũng ngon lành luôn. Rồi em xin giao lưu trọn bộ cái căn kèm theo 5 cái quả căn xưa sử dụng ngon lành với giá là 1,5 triệu cộng ship. Shop Đồ Xưa Khải Hoàng tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại liên hệ 0914862110. Đó là số Zalo, cũng là số Facebook. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì inbox em qua Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho quý cô chú anh chị tiện theo dõi ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ shop và được xem nhiều video clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.